Auxiliary verb modal auxiliary verb ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានស្ពេសសលវើបបាទគេយកសັບពិសេសពិសេសហ្នឹងចឹងតោះដល់យើងរៀនអាហ្នឹងអស់បាទពីព្រោះតើតើងទៅនឹងគេយកសັບយើងត្រូវឲ្យស្គាល់អំពីស្ពេសសលវើបអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះស្ពេសសលវើបយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាវាមានអុកស៊ីវាមានម៉ូដលវាមានសេមីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំពន្យល់អំពីពពុះម៉ូដលអុកស៊ីលរីវើបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពពុះហ្នឹងគឺមានគេយកសັບចំនួន Can, could. Will, would, shall, should, okay. Sorry, may, might, must, hai nang, mui chong krai. Ought to, yeah, can, could, muiter, will, would, muiter, saw, suit, muiter, may, might, must, ought to, okay. Chung for putney, who you have with Hachi, Pupu, modal, auxiliary verb. Then, eh, ought mean by chite, I did ever. Chumpo, auxiliary verb about you, the mean cages up by no, mean cap by chite, da tochi, oxy, pong, da tochi. Man verb form. Còn tay chia phổ phụ modal này cứ đào tua tới mối cứ chia modal verb. Kể giả sắp xòm mà nè, kể giả sắp xòm. Muốn dùng bộ này thì kể giả sắp chụp nuôi. Chẳng hạn đây là kể giả sắp xòm, chưa tập xòm nó mới mặc cả dạy mùi vậy nè. Chẳng dùng mưa tòm tiếp vậy nè. Chẳng lúc này chế an chế bộ prai ai vậy nè. Thế còn là đăng thảo biệt như dạng mệnh kì. Chẳng được không nâng sất tay dương prai. Lực lên nhà này mỗi đề miền ought to nó ai nhé. Kẹo nó ought miền to về để dùng prai chẳng chẳng. Ok. Chắc nhóm sở rộp một mình. Và chúng ta sở rộp một mình. Mình ấy thả chúm prai ở rồi biết mệt tí chó. Và nhóm prai subject. Nhóm prai modal. Và đặt modal verb đó. Mình lấy thả verb mùi ná có bán này tên phẩm mùi mấy nó. Thế nè. Và sẽ rộp tầng ổn nó mấy này thả nhóm dây tên modal verb mùi mó. Hai kháng cầu nó cứ dừng bà bare-infinitive. Và bare-infinitive. Chính chúng ta lọc bàn phần dụ lực muốn hỏi thả sẽ tới chiếc bare-infinitive. Kẻ đi ra sắp đàm để khám mình thù. Nhé. Modal bốc cho mùi nâng bare infinitive. Kể đi ra sắp nà cả đổi. Và ai tự châu nơ bì cả đổi modal verb. Trời ta chia bare infinitive. Nế xong chạm bằng nâng ấy. Vì đa tù á, trời ta chia bare infinitive. Kể đi ra sắp đám để ọt miền thù. Xong chạm. Kể đi ra sắp đám để ọt miền thù. Chân bà xanh chì nâng nông chùm nông tưởng ọt nâng bờ nẹ pra thù nơ cả lại nâng. Cứ mình trầm trời tì. Thế nế, mình trầm trời tì. Nhưng bố chì hỏi. Chúng dân sẽ đọc một bên thả. Nếu khi nông phụ mô đồ rồi kể ra sắp tiếng ọc cứ sắp tới chìa mình subject verb agreement. Thế nế, kể ra sắp tiếng ọc. Vậy nế, bên này thả tiếng special, tiếng auxiliary verb, tiếng semi rồi bỏ dưỡng dân chạy trên dân. Bên tay phụ mô đồ này cứ chìa kể ra sắp dân 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 dân
kế đi ăn sắp đợt tay chết cứ prai pru tới tam bật thiên tôi nè mình này tập bỏ rõ tì mùi bỏ rõ tì bì bỏ rõ tì bấy ai có vài chân á rư có bộ vài chân á có bắn tay bộ phụ mô đồ vợp ní mình prai pru chú mùi nâng bỏ rõ nà tiếng ọ tôi nè mình này thà vì ọt miên thaym as vì ọt miên thaym as vì ọt miên thaym e đi tôi nè vì ọt miên thaym ấy tiếng ọ 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 chương mình này thả nhóm sơ xe mình bản nà nâng cứ riêng viết bản năng ấy tu phát cho mùi bỏ rọc tì và mang cả đời hãy xong chăm mô đó cứ cho chóp cho mùi nâng sắp chạch nâng tèm rộng nhá cho chóp sắp chạch bảo vệ thật nâng nông cái hai declarative sentence declarative sentence bởi dụ sớp nâng bởi dụ bà đế bà đế xài nhá và ok chương cái hai declarative sentence chẳng Modal verb របស់ យើង ប៉ះ ជាមួយ បរិបទ របស់ ទី ប្រមាណ ក៏ អត់ ប្រែ ប្រួល ទេ ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ ថា verb B 1 ចុះ បាទ verb B របស់ យើង ប៉ះ ជាមួយ បរិបទ គឺ ប្រែ ប្រួល ហេ មាន ន័យ ថា វា អាច ទៅ ជា អី វា អាច ទៅ ជា am is are ណា was were ឡា នឹង ឡា ឃើញ ហេ វា អាច ប្រែ ប្រួល ទៅ តាម របៀប នេះ ឯង con tài modal verb mình prai pru ảnh chẳng thế miền đây thạm bà sân chỉ chung cho xe bà bà nà mà nhấn dô mập cung bà nâng bình cho xe bàn bà nà mà dô mập cung bà nâng ai nhá ok ok chẳng nhóm ưu tì hò mùi thiệt thả chẳng là chẳng prai bị thả dù ai thom có bà này Thomas thôi đấy chẳng đó rồi cái dương prai cái Tom will go chẳng đấy chân câu này hai đặc dương hai thay chia bộ phụ bare infinitive nhé này cứ chia bộ phụ modal và ở prai pro thì bắt tay bắt sân dịch trong lúc modal này cháu go này tới tại prai pro nó mình mang tới chia bare infinitive ấy anh đang tạo tên là finite hay là non finite verb finite mean ន័យ ថា agree non finite មិន agree ទេ ឃើញ ទេ បាទ agree មាន ន័យ ថា កិរិយា សព្ទ និងប្រធាន ស៊ី ចង្វាក់ គ្នា time s time e s time i s បើសិន present simple time e d ឬក៏អញ្ចឹងទៅ ឃើញ ទេ អញ្ចឹង បើសិន នៅ ក្នុង នេះ គឺ វា ចែក ដាច់ delay ទេ បាទ កុំ ឲ្យ លេង ថា Tom will go លេង time e i ទៀត បាទ អាច មាន ថា អញ្ចឹង ណា អត់ មាន ទេ ណា អត់ ទេTom must go. Ủa thôi chẳng ai. Chẳng sao phải chẳng cái này nâng cho lòng tình lòng bị ô tì hò thà chứ. Chẳng chất bà chứ. Must to go. Vì bố thật lọc hơn bị mùi. Bà ô tì hò thà lòng bởi ấy. Has to go. Chẳng bà nó.ឃើញ has to go អញ្ចឹងច្បាស់ជា must to go ដែរគឺមិនមានទេណាកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំតិចតួចណាមានន័យថាកិរិយាសព្ទទាំង lain ណាដែលឈរនៅពីក្រោយ modal verb គឺជា bare infinitive កិរិយាសព្ទមិនប្រែប្រួលកិរិយាសព្ទដែលអត់មាន to ណាសូមចាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគប្រយោគស្របដែលយើងហៅថា declarative sentence បាទអញ្ចឹងវាអាចមានស្របអាចមានបដិបដិសេធណាសូមចាំអញ្ចឹងដើម្បីคลายទៅជាអញ្ចឹង declarative sentence ហ្នឹងគឺមាន2មានន័យថា positive ហើយនិង negative អញ្ចឹងនេះគឺជា positive រីឯ negative គឺយើងគ្រាន់តែថែម bodywa តែណា particle not កន្លែងនេះជាការស្រាច់នេះគេហៅពពុះ bodywa ដែលយើងភាសាអង់គ្លេសពពុះ particle ណា bodywa យកមកដាក់បន្ថែមតែស្ថិតនៅក្នុង declarative ដែរប៉ុន្តែ declarative របស់យើងគឺមាន positive ហើយនិង negative អញ្ចឹងនេះគឺជា positive អញ្ចឹងដើម្បីคลายទៅជា negative Tom will not go អូខេចាំការបំប្រួយនោះចាំលើកក្រោយទៀតក៏បានដែរចុះណាអានេះយើងគ្រាន់តែកោះគុំឲ្យដឹង
mình toàn là riêng dâu phụ ạc tên lấy phòng viết thả bê nà pra will bê nà pra must bê nà pra suit bê nà dương pra ought to nó cho nên anh chăm bị đầu lực rồi nít nhóm con bằng riêng nét ẩm bí rồi biếp cung rồi viên modal hơi nâng bè infinitive cho nên rồi viên declarative sentence positive hay nâng negative tập năng ai còn ao mưa riêng ra này mà ọt toàn bằng á nhóm bí ẩm bí ăn tên này bìa tế nhé ok đồng bây khai tới chia chị ấy bởi dục xâm nụa và nếch mình lên thả bởi dục sớp nâng bởi dục bà đế sai chứng cái hai thả declarative sentence chứng đồng bây khai tới chia interrogative sentence bởi dục xâm nụa nóng dương tự thơ mách và nẹ con tên lược bởi bộ mô đồ nóng mà nơi khẳng bục lược mô đồ mô mà nơi khẳng bốc ai nè nè chế mô bà chân nè công xong chùm nam tha ní mình mến ở kri chùm mưa ní thế nè bà anh ấy cứ ở kri mùi ní tụ bây chì vía kệ giả sắc của bà rừng nà cả đói cô kê chặt tục tha chìa ở kri chùm mùi sắp chạy chạy people vi châu chùm mùi đừng chọp nâng sắp chạy xong chăm cái lại nâng ai thế nè chân anh ấy dựng bàn tay chìa interrogative sentence bà đòi bình thang question mark okay chứng nét con đời lược ấy will Tom go ô thì họ tình chẳng rồi có must Tom go ô thì họ được chẳng pra được biết như này chứng nít cứ video đồng bay bằng hai nhằm bị bộ mô đồ sân đê và ná bộ mô đồ mà ในทาเมื่อเรียงเวียนสันเดย์ตอนดังทับปีนายังปราวิลปีนายังเปิดน้อยไอ้ปัจจุบันบัสันเจเนจังดังทับปีนาปราวิลหรือก็ปีนาเพิ่มมะเนสักบอกปลายเตอร์เมื่อขณะขนมพิซซ่าขมายยังบอกปลายทำไมบะเมื่อไอ้บอกปลายวันปีตีมวยยังบอกปลายถ้าเติร์ตายตีปียังบอกปลายทำมุกจีจังไปจัดไปจ่ายเหมือนเจตนาคืนเอาแต่เติร์ตายเติร์ตายต้องออกมาเนี่ยเอาตัวได้จังไอ้มุกจีจังโดนนะจังหลังหลังจำชุบนาปีวิดีโอหรือกล่าวเตียบนะจำยมปัญจลปีรบีบในการปราในมวยมวยนั่งแตะเต่าแต่นังกาคละโอเคในขนมนุกือมีนปุบปุ่มเกียร์ซับโมดอลมวยได้จุ่มไล่จิงเกมันติดเนาะคือ ought to เพื่อกลายเป็นนั่งคืออดมินทูปัจจัยเซตเตอร์มีนนั่งมุ้ยมินทูข้อเกย์ไอ้นะบ่าข้อเกย์ปัจจัยเวทัดในขนมปุบปุ่มโมดอลได้บ่านะสมจำนำบ่ามันแบนฐานนั่งตื่นในกลายเซย์อย่างเดียวยงติดตามสเปอร์ไวจิโกจิจารนะเกย์จังไอ้ปัจจัยระเบียบในการปราบราโชว์มันในไอ้คือมันเป็นในยุ่งไหมออดทูนั่งอับเซมเซนโชว์มันในไอ้บานมีในทับประโยคมุ้ยมินแต่มุ้ยเวียบานอันนี้ยมอุติหอถาTom ought to go. Eh, berapa yang ai? Jangan dalam baik lain terci. Pujuk semnu as pada saizen. Tom ought not to go. Eh, dalam baik lain terci. Question. Dengai yang dengan tha modal kita lelak makang mok.Ought Tom to go? Ở đây ấy, ought mình lược thu mà đây bà. Về đây dừng bà cao chìa bà dùng xung lúa, ought mình lược từng thu mà thế. Dừng lược tại ought mùi chanh. Chẳng những bà nó riêng được biệt bà bật này. Chẳng cả nào bà cho form được biệt này. Ought sơ bình này dùng mẹ. Chẳng cả nào để bình này dùng. Vì bố bà dùng này cứ miên tại mùi. Chẳng khi cho chất bà xong cái này. Chẳng ở thì họ đọc mấy.I think มีนประโยคมวยเซย์มาจุยจุ่มนู้นนะ I think Tom ought to go ยังไงตราระเบียบนี่ไง
chứng minh này tham mà chua nó còn là thay máu đạn chân tầng ọ tầng ọ nó ở thòi chân xâm chàm chân ai ghế I don't think yeah, chân ai prao được việc nữa I don't think Tom ought to go for example chân ai hăng cổ do you sing the die đúng không bà mình này thà nẹ lược tập bật năng dùng mà nạ mấy máu Tom sorry ought to go cái bà rồi biết này anh chứng nực nông bà dục tiếng phi bà để dừng thập bà à mùi bà tại mình này anh mùi mình này thay dừng bà dục phi chứ à khăn này cứ phi này dùng bà chiều thế này và sân trên nhạc trong phá phá rồi biết đi phá rồi biết đi tôi tên nhạc chết ra bữa ở chết ra nên dây tức sẽ lấy ai thèm chỉ một mẫu người ta biết nay là này ở chết tha là công nói chuyện anh thôi trâu lâu ai anh chẳng ai hôm nay khi sang click can để chỉ công can để trở về phần đây là từ miền hai phò mình mến chỉ công hỏi chết tư ở cụ gì chẳng ai anh đạo chỉ công mới đó ở miền hai phò mình trầm trừ to tên nét bằng hai nhà quay để play hai nét bằng hai nhà bị hại phò lòng tham mấy bàn chân nước tiêu kỳ hai thà phò tàng trầm trừ nhé giờ ai prao được này chân mùi này mình này thà prao ban phần đây mình bình dùng thì bây giờ này dễ bình mà nông mà tàu và bộ sử dụng sàn dàn nhé prao được việc này đưa sàn dàn nhé cho nên phần đây đọc bây giờ này bình sử dụng ở đây nhé cho nên giờ ai prao được việc này ai nhé trời ca bình dùng anh ấy mình bình dùng anh ấy bình dùng chẳng dùng mơ được việc này cả bộ prai vậy thóm đi dù prao xù đó cua tên này tên này cua tên tự thóm mình cua tên tên ta thóm cua tên tự rớt ổn mà này dạng đó là trong lạc này vậy nhóm kết thả thóm cua tên tự vì chỉ ai đi rồi bọc nhóm nhóm dây thả tụng mình rồi bọc con cũng nết rồi bọc nhóm thả con cua tên chẳng vậy nếu biết đi thất nước nông bây giờ bạn để xài và xong chạm tới trên tục này muối cho tao ta nhé kết thả thom cua để tới rớt ôi rồi chẳng con trai đã biết được nông bây giờ bạn để xài kỳ bạn để xài cả lại này và kỳ bạn để xài nước nông bây giờ mùi này con trai tê để bộ trái bộ bây giờ sớp một bạn để xài cả lại này tiếp lâu dịch chuyện bởi nét bộ phải bạn đi xa cái nâng cái này một số bình sẽ đập tới ai chưa chỉ đường quần tình nào đó nhưng ưu tí hoa thả bộ tạm nâng nhóm mình kết thả thom cua tới tư nụ tì có thôi chẳng à lúc nhóm bộ phải nhóm kết thả thom mình cua tới tì và khi sẽ xe bí dụng bạn đi xa nơi cái này có bần tay đọc bị bộ phải mà còn này nâng bởi xin chi phía xa khám ai dương vì vui dương bộ một khám ai ở mình tự bộ từ phía xa nạp xe dễ đấy bức chung bằng riêng nhé bằng riêng chị xâm rạp xa Campuchia là ngày bức chung bằng riêng xâm rạp xa đợt tay tiết lúc ta thì chung này dây phía xa bỏ đợt tay tầng ọ thế nế và mình này thật chung bụt dù chú phía xa ngay tầng ọ nhưng chắc mình này thật xâm rạp xa tư tư lưu bị phục lộn hãy vừa xâm rạp xa tư tư lưu bị phục lộn khi mình mau mơ cừu Campuchia đi xâm chăm kì tư mưu native teacher thế nế và tư mưu native teacher English teacher nè rồi bây giờ bạn đang hay, I'm a teacher of English, teacher of English, tại ai chui nè bạn, thế nè, và ai chui nè bạn bạn nè, và chui này chụp nói class đây nè, còn quá khác, nhưng ai chui bằng pin mình thay bạn, còn tại ao tầng ọt nó bạn này, thế nên nè, vì mình tự đo native teacher nông tiền, còn đại bên native teacher nông, đại ban châu group của sol, cô vì mình nà này đây, thế nên nè. Dù nó là cô nó có bây được cái này này dù grammatical structure nó nơi đó nâng chăng chăng nâng chăng nơi đôi thực này tới ở đây còn nãy bởi xe này cái châu của rút của sol trăm trời kì riêng này càng so sắc hoàng lê kì một bằng riêng lâu dài còn nãy này Campuchia miên ấy cụ bỏ được tế phía nâng trao nâng đầy màu miên ấy thì trao kì ọt màu tê thế này nè và kì ọt màu tê chụp của kì riêng bà kê riêng là so sạc ổng lấy hai mô bụng riêng là sọc khám ai
បាទហើយនិយាយថាមានតែសាលាមួយគត់ទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលមានគ្រូដែលរៀនផ្នែកខាងអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសមកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅកម្ពុជាមានតែសាលាតែមួយគត់ទេអ្វីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវស៊ើបមកទៅក្រៅពីហ្នឹងគឺសិតតែស្ម័គ្រចិត្តបានណាសិតតែជាគ្រូស្ម័គ្រចិត្តចប់អញ្ចឹងទៅគេស្គាល់តាមណោកម្ពុជាណោហើយចង់ចុះសិក្ខាកាមអត់មានលុយអត់បើមានលុយធ្វើដំណើរជីកប៉ាល់ហោះទៅហើយទៅចាយនៅក្នុងហ្មងមួយខែឬក៏3ខែអស់លុយសុំមកវិញមកណាអញ្ចឹងចូលទៅជួយបង្រៀននៅសាលាណាសាលាណីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំគឺជា teacher of English ប៉ុន្តែអាចជួយអ្នកបាននៅក្នុងចំណុចខ្លះតែណាសុំជួយសុំចាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមានន័យថាទម្រង់នេះគឺអាចប្រើបានទាំងពីរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមួយនេះมันពេញនិយមនេះពេញនិយមបាទណាអូខេអញ្ចឹងរបៀប Modal Auxiliary Verb ដែលខ្ញុំបានបញ្យលនៅថ្ងៃនេះសន្និមត់ថាចប់បាទណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យលពីរបៀបតាក់តែងរៀងរូវរបស់វាទេអត់តន់អំពីអត្តន័យទេណាសុំចាំឲ្យចាំទៀតកុំចេះទាំងលឿនម៉េះតន់ស្អីផងទៅដល់បាទចប់បាទរៀងសិនបាទគេហៅថាបង្ហាញអំពីតួអង្គសិនណាបាទតួសេចក្តីនៅកតាទៀតសុំចាំប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងมันមានអ្វីច្រើនបាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទចំពោះលោកអ្នកដែលបានជួយ Subscribe នៅ YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទណាអូខេសូមអរគុណហើយមានបញ្ហាចំណុចកន្លែងណាខ្លះអាចជួយ Comment បានបាទណាអត់បញ្ហាទេបាទបាទអាចកែលម្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ